các tín đồ ẩm thực, lễ hội tại thành phố Hồ Chí Minh đang truyền tay nhau về tuyến phố đi bộ chợ đêm rộng tới hơn 8.000 mét vuông tại Vinhome Grand Park. Đây sẽ là phố đi bộ chợ đêm hoành tráng đầu tiên của khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Nay, cư dân thành phố Thủ Đức sẽ chẳng cần đi xa để thưởng thức không khí sôi động này khi ngay tại đại đô thị Vinhome Grand Park cũng sẽ có riêng một không gian hấp dẫn như vậy. Điểm check-in cực chất này nằm trên hai trục trường D2A và D8 cạnh công viên ánh sáng với tổng diện tích hơn 8.000 mét vuông, bao gồm hơn 100 gian hàng ẩm thực mang hương vị nhiều quốc gia, đặc sản vùng miền và cả các sản phẩm thời trang, công nghệ. Bên cạnh thế giới ẩm thực đa sắc màu, người dân và du khách đến với phố đi bộ chợ đêm Grand Park sẽ được hòa mình vào các hoạt động giải trí, văn hóa dân nghệ, biểu diễn ảo thuật, âm nhạc đường phố với chủ đề đa dạng theo các sự kiện, lễ hội trong năm. Những giai điệu mượt mà dưới ánh hoàng hôn, sự náo nhiệt của khu chợ đêm và cảm xúc thăng hoa bên công viên ánh sáng rực rỡ sẽ tạo thành trải nghiệm khó quên. Để đến với Vinhome Grand Park và phố đi bộ chợ đêm Grand Park, ngoài phương tiện cá nhân, tất cả có thể trải nghiệm tuyến xe bus Sunvinbus, không cần lo lắng về khói bụi, kẹt xe. Cư dân và du khách có thể thoải mái tận hưởng quang cảnh thành phố và cập bến thiên đường sống Vinhome Grand Park chỉ trong thời gian bằng bề bản nhạc. Vinhome Grand Park tọa lạc tại vị trí trung tâm của thành phố Thủ Đức, được mệnh danh là thành phố thông minh, công viên với 15 công viên chủ đề như công viên ánh sáng, công viên kim, công viên BBQ, công viên nghệ thuật. Nơi đây cũng sở hữu hàng trăm tiện ích tiện nghi bậc nhất dành riêng cho cư dân với bãi cát trải dài, hàng dừa xanh, hồ điều hòa rộng lớn. Với sự ra mắt của phố đi bộ chợ đêm, Vinhome Grand Park sẽ ngày càng sôi động, nhộn nhịp hơn, trở thành trung tâm thương mại vui chơi giải trí không ngủ phía đông thành phố Hồ Chí Minh.